trong bóng tối, giấc mơ nhanh chóng phai nhạt, không có chiếc phía bạc mà không có tương lai trước mặt. Làm việc suốt đêm không nghỉ không chơi, tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy con đường của mình. Bây giờ tôi nắm giữ chìa khóa, quyền lực trong tay tiếp coi, nâng tôi cao hơn tiếp coi, hãy dẫn tôi bay cao từ không có gì đến cái gì đó, phá vỡ mọi cánh cửa, hãy trỗi dậy từ mặt đất, từ đây bạn đi ra một tiếp coi. Bây giờ bạn đã tìm thấy coi, họ cười và nói bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó, nhưng tôi đã gieo hạt và bây giờ nó đã thực sự lớn lên. Giữ chiếc coi trên lòng ngai vàng của tôi, chỉ với sự kiên trì tôi đã làm được. Bây giờ tôi nắm giữ chìa khóa, quyền lực trong tay tiếp coi, nắm tôi cao hơn tiếp coi, hãy dẫn tôi bay cao từ không có gì đến cái gì đó, và vỡ một cánh cửa, hãy trôi dậy từ mặt đất, từ đây bạn đi ra ngục tiếp coi. Bây giờ bạn đã tìm thấy tôi, từ nghèo khó đến giàu có, chúng ta đã đi được một chặng đường dài. Con đã hướng dẫn tôi như một ngôi sao lấp lánh. Bây giờ tôi đứng cao với niềm tự hào trong lòng. Tipscoin đã chứng minh rằng tôi là một trong những người giỏi nhất. Tipscoin, hãy dẫn tôi bay cao từ không có gì đến cái gì đó, phá vỡ một cánh cửa, hãy trôi dậy từ mặt đất, từ đây bạn đi ra ngục. Tipscoin, bây giờ bạn đã tìm thấy tôi. Chìa khóa, quyền lực trong tay Tipscoin, nâng tôi cao hơn Tipscoin, hãy dẫn tôi bay cao từ không có gì đến cái gì đó, phá vỡ mọi cánh cửa, hãy trôi dậy từ mặt đất, từ nơi bạn đi ra ngục.